Lẽ ra giờ này các cầu thủ nữ của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như liên đoàn bóng đá nước này vẫn còn đang lâng lâng cảm giác sung sướng vì họ vừa vô địch World Cup. Nhưng không, chính xác là 9 ngày kể từ sau khoảnh khắc các cô gái áo đỏ nâng cao chiếc cúp vô địch thì những gì diễn ra ở lễ trao giải vẫn trở thành chủ đề cực nóng. Không phải cách Messi trao lại tấm băng đội trưởng cho người đàn em Jalin, cũng chẳng phải màn ăn mừng khiêu khích của Dibu tại World Cup scandal nổ ra chỉ từ một nụ hôn và một cái ôm. Điều đáng nói nó được diễn ra giữa hai người khác giới, giữa chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và một nữ cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này. Bạn hãy xem khoảnh khắc này lại một lần nữa, nhìn qua video, nó chỉ đơn thuần là cảm xúc bộc phát giữa vị chủ tịch và cầu thủ của ông sau khi vừa giành chức vô địch. Nhưng nếu chúng ta coi nó là một định dạng khác qua góc nhìn của những chiếc máy ảnh chẳng hạn, nó lại trở thành vấn đề. Sự việc nhanh chóng leo thang đến mức Jennifer Hermoso, nữ cầu thủ trong video, và Luis Rubiales, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, giờ không còn là những nhân vật chính nữa. Nhân vật chính ở đây là hành động tự nguyện hay không tự nguyện, là nụ hôn có được sự đồng thuận của cả hai hay không. Nó đã vượt ra khỏi phạm trù bóng đá và trở thành scandal lớn nhất của bóng đá thế giới trong tuần qua. Từ một nụ hôn, câu chuyện này đã vươn đến toàn cầu và vượt xa khỏi phạm trù bóng đá. Tất cả bắt nguồn vào ngày Chủ nhật tuần trước, sau khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha vượt qua đội tuyển nữ Anh ở trận chung kết World Cup nữ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales là một trong số những thành viên đứng trên bục trao giải. Khi các cầu thủ nữ của đội tuyển Anh đi qua, người đàn ông này đã bắt đầu có những cử chỉ làm dấy lên câu hỏi. Khi nữ tuyển thủ Laura Kompf bước qua để nhận những lời chia sẻ, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bất ngờ đưa tay lên vuốt má cầu thủ này. Tiếp sau đó là Lucy Bronze, hậu vệ phải người Anh đang khoác áo câu lạc bộ Barca, đi qua bục nhận huy chương. Cô nhận được một nụ hôn vào má mình của Luis Rubiales. Đến lượt những cầu thủ nữ Tây Ban Nha lên bục nhận huy chương, drama bắt đầu xảy ra. Hầu hết cầu thủ nữ của đội tuyển Tây Ban Nha đều được ông Luis Rubiales ôm chặt và hôn vào má. Một số nữ cầu thủ còn nhận về nhiều nụ hôn liên tiếp. Ngoài ra, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng xoa lưng các nữ cầu thủ. Nếu bạn nghĩ ở Tây thế là bình thường, hành động đó cũng có phần hơi bất thường so với tư tưởng thoáng như Tây. Tâm điểm của scandal đến trong khoảnh khắc Jennifer Hermoso bước lên bục nhận huy chương. Bạn hãy nhìn hình ảnh này và nghe lời giải thích từ hai phía. Phía Hermoso khẳng định cô không có ý định đón nhận một cái ôm nồng ấm từ vị chủ tịch kia. Ông Luis Rubiales lại thanh minh rằng chính Jenny là người đã nhấc ông lên để ôm vào lòng trong tình huống đó. Chưa hết, Luis Rubiales tiếp tục ghé sát hai tay vào má của Jenny và thì thầm điều gì đó. Theo những gì ông này chia sẻ, ông chỉ cố an ủi cô sau khi đá hỏng quả penalty trong những phút cuối cùng. Sau đó, vị chủ tịch kia ghé môi lại gần và đưa ra một nụ hôn. Nhìn hình ảnh này, phản ứng của nữ cầu thủ có phần hơi miễn cưỡng. Jennifer Hermoso sau đó đưa ra lời giải thích. Tôi muốn làm rõ mọi việc là lúc ấy tôi không có thời gian để trao đổi với ông Luis Rubiales và hơn hết nụ hôn ấy không có sự đồng thuận của cả hai bên. Phản ứng đầu tiên của Hermoso khi nói về nụ hôn ấy đến từ Instagram cá nhân. Cô nói cô cảm thấy không thoải mái lắm từ nụ hôn kia. Đôi bên tranh cãi suốt một tuần này và giờ là những gì tôi có thể tóm tắt lại cho bạn. FIFA đình chỉ ông Luis Rubiales 90 ngày, không được tham gia vào các sự kiện và hoạt động bóng đá để phục vụ công tác điều tra. Ông Luis Rubiales tuyên bố không từ chức và hy vọng pháp luật sẽ được thực thi. Jennifer Hermoso là thành viên của nhóm hơn 80 cầu thủ, trong đó có 23 thành viên tham dự World Cup 2023 đã phản ứng gay gắt. Nhiều thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã từ chức. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ban đầu cho biết sẽ làm sáng tỏ vụ việc này. Tuy nhiên mới đây cơ quan quyền lực nhất bóng đá xứ Đấu Bỏ tung ra 4 bức ảnh làm bằng chứng rằng Jennifer Hermoso đã chủ động nhấc bổng người ông Luis Rubiales lên. Theo tiết lộ từ Rubiales, ông đã yêu cầu một nụ hôn nhẹ để ăn mừng chiến thắng và được sự đồng thuận. Sau bằng chứng này, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cảnh cáo các thủ việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia khi được yêu cầu là nghĩa vụ của công dân. Theo những cập nhật mới nhất, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha vừa mở cuộc điều tra sơ bộ tội tấn công tình dục với Luis Rubiales vì hành động hôn môi nữ cầu thủ. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales cho biết bản thân đã sẵn sàng hầu tòa. Giờ chúng ta sẽ đi rõ vào phản ứng của các bên. Phía Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khẳng định ông đã nhận được sự đồng ý để hôn vào môi của nữ cầu thủ. Phía Jennifer Hermoso khẳng định đã bị cưỡng hôn trong tình huống đó. Các cựu cầu thủ, các nhà chức trách quản lý bóng đá lớn nhất trên hành tinh này, mỗi người một quan điểm. Thậm chí cả những người mẹ cũng đã phải vào cuộc để chứng minh con mình hoàn toàn vô tội trong sự việc này.
Rõ ràng sự việc của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã mang tới một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ, không chỉ đối với riêng cộng đồng những tín đồ môn thể thao vua, mà đó còn là làn sóng được lan tỏa tới đông đảo người hâm mộ thể thao nói chung. Trong những diễn biến mới nhất, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa ra án phạt cấm ông Rubiales được tham gia mọi hoạt động bóng đá trong nước cũng như quốc tế trong vòng 90 ngày tới đây. Đây có thể được xem là hoạt động nhận được nhiều sự ủng hộ cộng đồng quốc tế và được cho là biện pháp răn đe mạnh nhất đã được đưa ra để gây sức ép đối với ông Rubiales. Chủ tịch Ủy ban kỷ luật của FIFA cũng đã yêu cầu ông Rubiales không được có bất kỳ hành động nào với mục đích cố gắng liên hệ với tuyển thủ Jennifer Hermoso hoặc những người thân của cô. FIFA cũng sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về thủ tục kỷ luật này cho đến khi có quyết định cuối cùng. Trước những án phạt được FIFA đưa ra, nạn nhân của sự việc này là tuyển thủ Hermoso cũng đã không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Cô chia sẻ, tôi muốn làm rõ rằng tôi chưa bao giờ đồng ý với nụ hôn mà ông ấy dành cho tôi. Tất nhiên là tôi không có bất kỳ hành động nào cho thấy là mình đang cố gắng nhấc bổng ông chủ tịch. Tôi sẽ không tha thứ cho việc bịa đặt những gì mà tôi chưa bao giờ nói. Đồng thời, bản thân tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng cô sẽ phối hợp với những cơ quan có chức năng để bảo vệ quyền lợi của chính cô nói riêng và những nữ cầu thủ khác trên toàn thế giới nói chung. Không chỉ có những người ngoài cuộc cảm thấy phẫn nộ với hành động của ông Rubiales mà đó còn là tình trạng chung của cả những người có thẩm quyền trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ quốc gia là ông Rafa de Damo đã tuyên bố sẽ từ bỏ mọi chức vụ mình đang nắm giữ nếu như ông Rubiales không chịu từ chức trong tương lai gần. Tôi cảm thấy nợ bản thân những quy tắc sống của mình và tôi đã yêu cầu ông ấy từ chức. Tôi đánh giá cao việc ông ấy tin tưởng tôi, nhưng sau cùng thì tôi nghĩ ông ta đã vượt quá giới hạn. Ngay sau những chia sẻ của ông Rafa de Damo, rất nhiều các quan chức khác của liên đoàn cũng đã đưa ra những lá đơn xin từ chức tương tự. Thậm chí đã có tới 81 nữ cầu thủ đã ký vào đơn đòi chủ tịch Rubiales từ chức. Nếu không, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ một lời mời nào lên thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong trường hợp được triệu tập. Nhưng giữa tâm bão đó, mẹ của ông Rubiales là bà Angeles Beja cũng đang có những hành động dứt khoát để bảo vệ con trai mình. Theo đó, bà Beja được cho là đã tuyệt thực và nhốt mình trong nhà thờ vì cho rằng những hành động nhắm vào con trai mình là vô nhân đạo. Để rồi sau cùng người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ đợi xem phản ứng tiếp theo từ ông Rubiales sẽ là như thế nào giữa làn sóng phản ứng dữ dội đang nhắm trực tiếp vào ông. Một nụ hôn, một cái ôm có thể khiến một liên đoàn bóng đá quyết định rời khỏi châu lục. Bạn có tin nổi không? Nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Theo những diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha còn tự viết đơn khiếu nại lên UEFA và mong muốn cơ quan này cấm mọi hoạt động của họ, loại bỏ tư cách thành viên của nền bóng đá xứ đấu bỏ. Nguyên nhân là bởi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho rằng chính phủ nước này đang cố gắng can thiệp vào vụ việc để cố tình buộc tội Luis Rubiales trong khi mọi thứ còn chưa được sáng tỏ. Khi mà cả thế giới vẫn đang ra sức phản đối về những hành động không mấy đẹp đẽ của ông Luis Rubiales, thậm chí cả những quan chức trong Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng đã đang đưa ra quan điểm cứng rắn của mình, thì bản thân cơ quan quyền lực nhất của bóng đá xứ sở bỏ tót mới đây đã khiến cho cả thế giới bất ngờ về quyết định của mình. Cụ thể, trong những diễn biến mới nhất, người đang nắm giữ vị trí chủ tịch tạm quyền là ông Roca đã tổ chức một cuộc họp với mục đích xử lý những khủng hoảng mà liên đoàn đang phải đối mặt. Theo những cập nhật từ báo chí xứ sở bỏ tót, cuộc họp này có sự góp mặt của ông Roca cùng cấp dưới, những người được coi là ủng hộ tuyệt đối cho ông Rubiales. Chính vì vậy, họ đều đang sẵn sàng thể hiện quan điểm của mình là bảo vệ chủ tịch của liên đoàn bằng mọi giá. Theo những chia sẻ của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là ông Andrew Kampf, thì các quan chức chính phủ đang nhúng tay vào rất nhiều hoạt động của Liên đoàn. Đây được xem là một hoạt động không được phép bởi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là một cơ quan hoạt động độc lập và không chịu sự quản lý của chính phủ ngay từ đầu. Chính vì vậy mà cơ quan đứng đầu nền bóng đá Tây Ban Nha đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Âu để đòi lại quyền lợi cho mình. Nhưng trong những cập nhật mới nhất từ tờ AS, thì Chủ tịch UEFA là ông Seferin đã quyết định sẽ không can thiệp vào sự việc này, vì ông đã dành sự tôn trọng nhất định cho đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những thông tin liên quan đến việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha muốn rời khỏi UEFA. Họ muốn nhận được sự ủng hộ của tổ chức đang trực tiếp quản lý những hoạt động bóng đá của xứ sở bỏ tót, nhưng lại không nhận được phản hồi mong muốn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tổ chức của UEFA khi mà lễ bốc thăm vòng bảng Champions League đang tới gần và sức ép đối với cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu lúc này đang là rất lớn. Nhưng sau cùng không nhiều người tin rằng viễn cảnh này sẽ trở thành hiện thực, bởi đây còn là câu chuyện quyền lợi của các đội bóng tới từ xứ sở bỏ tót, điển hình như là Real Madrid cùng Barcelona. Nếu điều trên xảy ra thì thực sự quả là một tổn thất cực lớn với bóng đá Tây Ban Nha và với chính chúng ta. Bạn thử nghĩ xem Champions League sẽ ra sao nếu thiếu đi thứ DNA của giải đấu này. Real Madrid, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không tham dự Euro diễn ra vào năm sau và hàng loạt các giải đấu khác cũng vắng bóng những đại diện từ quốc gia này. Và trong thời gian đó, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ làm gì?
sự việc này tạo nên một tác động rất lớn đến toàn bộ bóng đá châu Âu cũng như bóng đá thế giới nếu UEFA chấp thuận đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha rút khỏi UEFA, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không tham dự Euro, các câu lạc bộ cũng sẽ rút ra khỏi những giải đấu cấp châu lục. Trường hợp này không khác gì bóng đá Nga đang trải qua khi họ bị cách ly hoàn toàn khỏi nền bóng đá của lục địa già. Điều này sẽ kéo theo hệ quả rằng tất cả các câu lạc bộ Tây Ban Nha sẽ bị loại khỏi cúp châu Âu, nghĩa là người hâm mộ sẽ không còn được thấy Real Madrid hay Barcelona chơi tại Champions League. Động thái này đến trong bối cảnh UEFA chuẩn bị bốc thăm chia bảng các cúp châu Âu mùa giải 2023-2024 và chắc chắn nó sẽ gây sức ép lớn lên cơ quan này. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Andreu Camps mới đây đã đặt các đội bóng Tây Ban Nha ở các giải đấu châu Âu vào tình trạng nguy hiểm. Ông đã yêu cầu UEFA vào cuộc để bảo vệ chủ tịch Rubiales trước cơn bão chỉ trích. Chính ông Andreu Camps và Liên đoàn bóng đá xứ sở bỏ tót còn đang mong muốn UEFA cấm bóng đá Tây Ban Nha tham dự mọi giải đấu do UEFA tổ chức, loại bỏ tư cách thành viên của nền bóng đá nước này. Điều đó có nghĩa đội tuyển bóng đá Nam Tây Ban Nha có thể không được tham dự vòng chung kết Euro 2024 ngay cả khi họ vượt qua vòng loại. Ngoài ra, các câu lạc bộ của Tây Ban Nha cũng không thể tham dự các giải đấu cấp châu lục như Champions League, Europa League, Europa Conference League. Giờ đây, chủ tịch lâm thời Pedro Roca Zucho sẽ phải quyết định xem có nên duy trì mối đe dọa mà tổng thư ký Cam đã chuyển đến UEFA hay ra lệnh rút lại. Tuy nhiên, ông Rocha cũng là một trong những người cùng phe cánh với chủ tịch Rubiales. Khi biết rằng mình sẽ bị đình chỉ, Rubiales đã cách chức tất cả các phó chủ tịch của mình vào đêm trước thông báo ngoại trừ Pedro Rocha. Do đó, Rocha đã trở thành người được chọn để giữ chức chủ tịch tạm thời. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, đây chỉ là tuyên bố mang tính gây sức ép, bởi lẽ sẽ rất khó để Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha rời được bóng đá châu Âu, nhất là khi các câu lạc bộ của họ chắc chắn không ủng hộ quyết định đó. Victor Francos, chủ tịch hội đồng thể thao cấp cao của châu Âu cũng nói rõ rằng không có nguy cơ về việc các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Tây Ban Nha không tham gia các giải đấu quốc tế. Những hệ quả liên quan đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng như các câu lạc bộ đều có thể xảy ra nếu như Liên đoàn bóng đá nước này nhất quyết rời khỏi UEFA. Chúng ta vẫn chưa thể tưởng tượng ra cảnh Champions League sẽ ra sao nếu thiếu vắng đi Real Madrid, đội bóng đang sở hữu số lần vô địch nhiều nhất, hay kể cả kinh địch của họ là Barcelona. Rồi tương lai của những đội bóng hàng đầu châu Âu sẽ đi về đâu? Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới đội bóng mà còn ảnh hưởng tới tương lai của các cầu thủ. Kéo theo đó, chất lượng giải đấu trong nước cũng sẽ bị suy giảm khi mà chẳng lẽ các đội bóng sẽ thi đấu mà không có một mục tiêu cụ thể nào. Chưa kể còn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha không tham dự Euro thì chẳng lẽ họ chỉ đá giao hữu thôi sao? Rồi họ sẽ tham dự World Cup bằng cách nào đây? Tiếp đó, mối quan hệ giữa UEFA cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Các bên liên quan vì vậy cũng sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Vậy nên nếu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết tâm rời bỏ UEFA thì đấy có thể sẽ là một quyết định đi vào lòng đất. Người ta bảo có khi chính những hành động bộc phát trong lễ trao giải mới biểu lộ con người thật của từng cá nhân. Chẳng biết được. Đúng hay sai, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang cố gắng bảo vệ những gì họ tin tưởng. Và kể cả họ có đúng đi chăng nữa thì scandal này vẫn sẽ trở thành một vết gợn đủ để khiến các nữ cầu thủ tại đây không còn tham vọng cống hiến cho quê hương. Còn bóng đá thế giới lại phải nhắc về World Cup nữ. Nhưng không phải để tôn vinh phái đẹp, để cao tinh thần bình đẳng giới. Đó mới là điều đáng buồn nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với phút bù giờ của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai với những câu chuyện hấp dẫn hơn khi lễ bốc thăm của UEFA Champions League đang đến rất gần rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.